thì em Hương lại về thêm được 3 mẫu xe Hyundai Accent. Accent đời 2019 và đời 2018, 3 chiếc xe liền. Hôm nay thì em Hương sẽ quay trực tiếp về 3 chiếc xe Hyundai Accent của em Hương nhé. Các bác cùng em Hương xem hết buổi video ngày hôm nay. Nếu như bác nào mà đang quan tâm về một mẫu xe Hyundai Accent nào thì nhấc máy lên trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Em Lê Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể khách hàng. Hôm nay thì em Hương chơi lớn luôn các bác nhé, chơi lớn luôn. Hôm nay thì em Hương về thêm 3 mẫu xe Hyundai Accent. Nhưng điều đặc biệt em này là các em này nhá, đều là đời 2018 và đời 2019. Toàn những đời cao chót vót thôi. Màu trắng có này, màu đỏ có và số sàn có, số tự động có đây. Thì các bác ơi, hôm nay em Hương sẽ quay chi tiết cho mình về 3 mẫu xe Hyundai Accent bên nhà em Hương đang có nhé. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe Hyundai Accent đời 2018, số tự động đẹp, với động cơ trang bị 1.4, biển 98 này, lên hết đèn bi salon rồi, có thêm giải đèn LED định vị ban ngày và đèn gầm cũng là đèn bi. Xin nhan được tích hợp trên gương. Với động cơ trang bị là 1.4 thì dòng xe Hyundai Accent đang được rất là nhiều khách hàng quan tâm trong suốt thời gian qua. Chiếc xe này với đầy đủ tiện nghi, công nghệ option cao rồi các bác nhé. Gương kính thì liền đời cho xe cho em. Giá chào bán của chiếc xe này thì em sẽ để ở cuối video, em sẽ quay chi tiết cho mình này. Cuối video em sẽ nói về giá cho mình nhé. Hyundai Accent 2018 với nút phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây các bác ơi. Hệ thống này các bác bên trong này. Có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Với những dòng xe này thì em cam kết test hãng toàn quốc cho mình, máy số zin luôn. Máy số zin đẹp luôn. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay nhé. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa đây. Keo chỉ zin toàn bộ cánh cửa luôn. Các bác thấy không ạ? Hyundai Accent là một trong những dòng xe được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Về hầu như cứ về chiếc nào thì em Hương lại bán chiếc đấy nhé. Nên hôm nay em Hương về một phát 3 chiếc xe luôn. Ba em Hyundai Accent luôn các bác ạ, toàn đời 2018 và đời 2019 thôi. Chiếc này là đời 2018 đây, ghế da cao cấp, trần nỉ nguyên zin, thảm là thảm 3D cực kỳ sạch sẽ này. À, thảm cao su lon các bác nhé, thảo cao su lon, cực kỳ sạch sẽ luôn. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa này, hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Đứng góc nghiêng cho khách hàng nhà mình cùng xem khoang bên ngoài ngoại thất của em nó này, tất cả những đường dập lổi thân xe thì cực kỳ sắc nét luôn. Phía sau xe thì có 4 mắt cảm biến va chạm, khoang hành lý thì cực kỳ rộng rãi luôn. Đèn hậu phía sau cũng vậy luôn, cực kỳ sắc nét, không hề hấp hơi hay là mờ nước nhé. Em này thì cũng trang bị cho em là 4 mắt cảm biến và 1 cam lùi rồi. 4 mắt cảm biến và 1 cam lùi. Khoang hành lý thì cực kỳ rộng rãi luôn. Quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem đây ạ. Hyundai Accent đây. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp, sàn bệ đẹp như thế này cơ mà bác ơi. Xe sử dụng, một chủ sử dụng cực kỳ đẹp luôn nhé. Xe lữ sử dụng nên là cái mức độ đi nó sẽ ít hơn các bác này. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cốp này, thảm chống nóng giảm nhiệt hay các cái lốt cắt còn tròn xe như thế này. Đây, khoang hành lý rất là rộng. Ba chiếc xe này là cùng phân khúc với nhau nên nhìn form dáng nó tương đương nhau, chỉ khác nhau về đời và số sàn và số tự động thôi. Một dàn lốp dày dặn như thế này, đời 2018 với trang bị phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em nhé. Hôm nay thì em sẽ quay về nội thất thôi, em sẽ không quay về khoang máy vì khoang máy là zin đẹp toàn xe rồi. Để đảm bảo đầy đủ nội dung video ngày hôm nay, vì ba chiếc xe nó sẽ hơi dài nên quay nó sẽ hơi khó nhé các bác nhé. Nên là khoang máy em xin phép được quay sau này. Đây, ngồi vào trong khoang hành ghế của bác Tài đây. Vô lăng này, thiết kế 3 chấu này, có túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Ô đô chuẩn của em 2018 này là 3,1 vạn rồi. 3,1 vạn chứng tỏ là đi cũng ít đúng không ạ, 5 có 1 vạn thôi. Ở đây thì hôm trước bác chủ cũ có để thêm một cái hình đấy nhưng mà nó bị bong keo mất ra rồi. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh. Đây, cổng sạc này, cổng 12V này, số tự động đẹp luôn các bác nhé. Số tự động đây, đầy đủ công nghệ đồ chơi hết rồi. Zin đẹp toàn xe luôn. Bác nào mà yêu thích dòng xe Hyundai Accent đời 2018 này thì nhấc máy lên trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Xin nhan trên gương rồi. Đây các bác nhìn nhá, đây à. Đấy, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Em này thì vẫn là ghế lái, là ghế lái chỉnh cơ các bác nhá, ghế lái chỉnh cơ. Nguyên bản của xe là như vậy. Hyundai Accent 2018 số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.4. Em vừa quay qua rồi. Bây giờ em sẽ quay sang Hyundai Accent đời 2018. Nhưng điều đặc biệt trong dàn xe ngày hôm nay thì em này là chiếc này là chiếc số sàn nhé. Hyundai Accent số sàn đời 2018 đây. Accent số sàn 2018-19 thì em còn có cả lâu này, cả đen này, cả trắng này. Thì chiếc màu trắng này em quay trước đây ạ. Biển 98 với đèn bi salon này, giải đèn LED, ốp hết mạ chrome cao cấp, tất
cả khu lắm tay lắm cửa này, lẹp chân kính này. Em này được ốp luôn cả đèn pha phía trước các bác nhé. Đây các bác nhìn đây ạ. Em này là đời 2018 số sàn và giá chào bán của em này là 415 triệu. Xin nhan tích hợp chân gương. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 9/2023, động cơ trang bị cũng là 1.4. Dù là sàn hay tự động thì Hyundai Accent đều là động cơ trang bị 1.4 nhá. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Tay nắm cửa ốp mạ chrome. Nhưng các bác ơi, điều đặc biệt em muốn nói ngày hôm nay là các bác nhìn này. Bình thường Hyundai Accent sẽ không có ghế lái, ghế đệm chỉnh phụ cho với cái bản này đâu. Thì đây, các bác nhìn này, dù là số sàn nhưng bác chủ cũ rất là ăn chơi, lên cho em rồi. Có ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện luôn nhá. Đây là chiếc số sàn đời 2018 đấy ạ. Đời 2018 độ ghế là ghế điện luôn. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, zin đẹp như thế này cơ mà. Giá chào bán chỉ có 415 triệu thôi cho chiếc xe Hyundai Accent màu trắng của em Hương đây ạ. Tay lắm cửa ốp mạ chrome rồi. Khoang hành lý hay là nội thất bên trong thì phân khúc này nó xem nhau thôi, nó không thay đổi cái gì cả. Trần là trần nỉ nguyên zin, kệ bước chân ốp mạ chrome cao cấp luôn nhé. Và tất cả phần này là phần da mềm nhé. Táp ly đây không hề bóng, không hề mòn, keo chỉ zin cả bốn cánh cửa cho em. Một dàn lốp còn tương đối là đẹp. Phanh ABS chống bó cứng này, dàn lốp xịn xó luôn. Phía sau xe thì được bác chủ cũ cũng lắp lipo rồi. Lắp lipo thể thao và cũng có bốn mắt cảm biến va chạm, cam lùi cũng có luôn rồi. Đèn hậu phía sau thiết kế cũng cực kỳ to bản luôn. Khoang hành lý của em này thì nó cũng tương đương với chiếc số tự động kia thôi. Khoang hành lý, lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp thì nó như nhau thôi. Nên em xin phép bỏ qua nhé. Em xin phép bỏ qua, em sẽ quay chi tiết về ngoại thất này. Đây các bác nhìn này. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản, cả sàn hay tự động thì đều ăn sâu hơn vào khoang lắp cốp này. Nhưng riêng em này thì lắp lipo rồi. Đấy, lốp lắp rất là dày dặn luôn. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, vỉ chắn mưa đầy đủ rồi. Gương kính thì liền đời theo xe. Đây ạ, các bác nhìn này, ghế da cao cấp luôn. Xe quá là chất luôn. Thật sự hôm nay em hưởng về rất là nhiều xe đẹp luôn các bác nhé. Dòng xe Hyundai Accent đây ạ. Em này số sàn 2018 thì em này có chạy nhiều hơn số tự động một chút này. Em này bác chủ cũ đi hơi nhiều một chút này, 5 vạn, hơn 5 vạn một chút. Nếu mà nói về đời xe thì như vậy là quá là bình thường đúng không ạ? Vì cũng 4 năm rồi, 4 năm mà đi có 5 vạn thì 1 năm tương ứng cũng có hơn 1 vạn thôi. Bác này là đi vừa, không phải là đi nhiều đâu ạ, đi vừa thôi. Còn bác bên kia là bác cái lữ đi hơi ít nên bác đi Hàn Quốc mất rồi, nên bác để lại xe cho em Hương. Túi khí an toàn này, nghe gọi khẩu lệnh chân vô lăng đầy đủ rồi. Màn hình giải trí đề lộ thông minh. Cũng như dòng xe số tự động kia thì em này cũng có cổng AUX này, cổng sạc 12V, cổng USB, màn hình giải trí đề lộ thông minh. Quan trọng là em này là số sàn nhé, các bác có mà đi dịch vụ gia đình thì đều ok. Chiếc kia số tự động. Phanh tay cần số không bóng mòn này, kệ để tẩy tay này. Táp lô táp ly với túi khí an toàn cực kỳ đẹp luôn. Trần cũng là trần nỉ nguyên zin nhé, trần nỉ nguyên zin luôn. Gương kính thì cũng là auto tự động cho em rồi. Và điều đặc biệt là em này em đã nói rồi, em này là ghế chỉnh điện đây. Ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện. Nhưng đây là độ lên nhé, chiếc nguyên bản của em nó là không có đâu. Chiếc này thì cũng có hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em, giống như chiếc số tự động kia đều có hỗ trợ trơn trượt. Zin đẹp toàn xe luôn. Từ những cái thông số này, những con ốc này không hề bị vặn mở, đã nói lên được chất lượng của xe như thế nào rồi. Đây ạ, dàn lốp cực kỳ dày dặn, cực kỳ đẹp luôn. Vừa rồi thì em đã quay được một chiếc xe Hyundai Accent đời 2018, số sàn với động cơ trang bị là 1.4 này, 415 triệu này. Con này thì hơn 400 này. Để lại số điện thoại em tư vấn này. Còn bên đây thì còn có một chiếc xe Hyundai Accent ở đây. Hyundai Accent này thì em này là đời cao nhất đây. Hyundai Accent đời 2019, số tự động đẹp biển 34. Hai chiếc này là em mua cùng tỉnh này, cùng biển 98 nhé. Còn chiếc này là biển 34, ngay chỗ Hải Dương em Hương đang sống và làm việc ạ. Cũng lên đèn bi salon nhé, Hyundai Accent lên đèn bi salon. Về ngoại hình ba chiếc này thì nó tương đương nhau, nhìn rất khó là phát hiện. Nhưng các bác nhìn này, lên đèn bi salon này có đèn gầm, giải đèn led luôn. Hải Dương đây ạ, đời 2019, số tự động đẹp em Hương đang bán là 495 triệu, đời 2019 này. Phanh ABS này, một dàn lốp Hankook cực mới luôn. Xin nhan tích hợp chân gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 8/2023. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Tay nắm cửa lại có phím mở một chạm thông minh rồi. Em này thì nội thất bên trong thì lại ghế này trông nhìn nó lại cứng cáp, và cũng như là trông nó không bị lóng bỏng như cái màu bên kia. Màu bên kia thì là màu đỏ, bên đây thì kết hợp với màu kem và màu đen, rất là sạch sẽ luôn. Nhưng mà thiết kế bên trong hay là những cái option thì nó cũng ngang ngửa nhau thôi.
Quan trọng là nó đời khác nhau, đời 2018 và đời 2019 này. Chiếc này thì cũng có loa chép này, 4 quả loa to bản đây. Zin đẹp toàn xe luôn. Zin đẹp toàn xe luôn các bác nhá, keo chỉ này đầy đủ cho em rồi. Táp ly táp lô không bóng mòn. Chiếc này thì em đánh giá cao hơn vì em này có cái thảm rối này rất là sạch sẽ luôn. Ốp hết cho em là kệ bước chân lên xuống của Accent này. Ốc nhái thì không hề bị vặn mở luôn. Không hề bị vặn mở này. Trần cũng là trần nỉ nguyên zin. Động cơ trang bị 1.4 2019 Hyundai Accent. Em Hương đang chào bán với giá là 495 triệu. Còn thương lượng độc ná thêm cho mình. Và đây các bác ơi. Lẹp chân kính vỉ chắn mưa lắp hết rồi. Ốp mạ chrome tay lắm cửa nhá. Điều hòa thì mát lạnh luôn, hai làn điều hòa. Trước và sau đều như nhau cả. Đây các bác nhìn này, nếu như có nóng có lạnh các bác tùy ý chỉnh cho em. Quan trọng là ốc nhái này không hề bị vặn mở luôn. Zin đẹp và em bao test hãng cho mình luôn. Hôm trước thì em cũng bán một chiếc này cho một bác giám đốc quỹ tín dụng ở trên Hưng Yên, bên Hưng Yên. Mà các bác ấy đi test hãng quá là ok luôn, nên là đã phun tiền rồi. Thì ngay ngày hôm sau làm phán với bên bác bên Hải Dương thì mãi mới mua được đây. Từ hôm đấy đến giờ là gần một tháng rồi thì em mới mua được chiếc xe này. Bác ấy mới đồng ý bán cho em. Bác ấy bán và bác còn tiếc cơ các bác ạ. Đây ạ, các bác đây, phía sau xe đây, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau đầy đủ rồi, cam lùi cũng có luôn. Đèn hậu phía sau cực kỳ sắc nét luôn nhá. Khoang hành lý thì cũng giống như là bản trước 2018, số sàn và tự động kia thôi, giống nhau các bác nhé. Kệ bước kệ này. Lốp sơ cua dụng cụ tăng kích nốt này. Đây các bác nhìn này, keo chỉ zin toàn bộ luôn. Con số sàn kia thì em không cầm chìa khóa nên không mở được ra. Đây. Nên là em sẽ mở luôn con này. Nói chung là tương đương nhau thôi, đời và chất lượng xe nó tương đương nhau. Chiếc này thì đời 2019, số tự động đẹp, Hyundai Accent đây ạ. Quay bên này cho khách hàng nhà mình xem này. Đây ạ, tất cả những đường dập lỗ trên thân xe này cực kỳ sắc nét luôn. Lốp láp rất là dày dặn luôn. Tay lắm cửa, ốp mạ chrome, gương kính thì cụp chỉnh điện auto, hai làn điều hòa. Ghế da này cực kỳ cao cấp luôn. Từng con ốc nhỏ bé như thế này thôi nhưng còn nguyên bút chấm sơn, nguyên zin nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Keo cửa, đây keo cánh chỉ đây, keo chỉ cánh cửa đây, còn nguyên zin cho em. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa đây ạ. Xe thì cũng có cho em giống như chiếc 2018 kia, thì đều là có hỗ trợ chống trơn trượt. Odo chuẩn của em 2019 này là 4 vạn nhé. Nói không với tua Odo các bác nhé, nói không với tua Odo, nếu như tua Odo đó là dưới đẳng cấp rồi. Đây ạ, màn hình giải trí, đề lộ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh, chân vô lăng túi khí an toàn. Chân vô lăng này có bọc thêm cái áo da rất là sạch sẽ rồi. Màn hình đây, điều hòa auto, rất là gọn gàng sạch sẽ luôn. Số tự động đẹp này, phanh tay này, đầy đủ công nghệ đồ chơi option rồi. Kệ để chống mỏi tay cũng có này, kệ chống mỏi tay đầy đủ rồi. Đi những dòng xe mà có kệ chống mỏi tay, các bác đi cái đường xa chống tay lên rất là nhàn luôn. Từ những cái tiểu tiết như vậy thôi nhưng rất là nhàn nhé. Đây, loa chép này, gương kính thì auto cho em, táp ly không hề bóng, không hề mòn. Keo chỉ zin cả bốn cánh cửa đây. Từ cái thông số sticker, từ những con ốc nhỏ nhất thì còn nguyên zin cho em nhé. Em này thì có thêm cái gương lồi nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này để các bác xem được những cái điểm khuất, điểm mù trên xe. Đây, dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn, rất là đẹp luôn. Đèn bi salon, tất cả những đường dập lỗ trên thân xe thì cực kỳ sắc nét nhé. Cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá một dàn xe Hyundai Accent đều là đời cao nhé. Em này đời 2019 này, 2018 số sàn, 2019 số tự động và 2018 số tự động đây ạ. Bác nào quan tâm về những dòng xe Hyundai Accent trên 400 triệu, nếu như số sàn hay số tự động em đều có, thì kết nối Zalo trực tiếp cho em 0354602790 hoặc đến trực tiếp với xe đua bên em bên kia nhé, với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Kết nối qua Zalo em sẽ gửi tin nhắn cho mình, gửi định vị cho mình để các bác có thể đến xem xe, chạy thử xe và cảm nhận chất lượng xe nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trong tuần thì em sẽ có buổi báo giá trực tiếp ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Hyundai Accent 2018 495 triệu, Hyundai Accent 2018 số sàn 415 triệu, Hyundai Accent 2019 số tự động 495 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.